4 thói quen buổi sáng giúp bạn giảm cân dễ dàng. Chúng ta vẫn nghĩ giảm cân là một điều rất khó khăn, thế nhưng chỉ cần thay đổi một chút thói quen hàng ngày cũng có thể hỗ trợ bạn giảm cân một cách dễ dàng hơn rồi đấy. Hãy tham khảo 4 thói quen buổi sáng sau đây sẽ giúp bạn có một vóc dáng thon gọn hơn. Thứ nhất, uống nước sau khi thức dậy. Sau khi ngủ dậy, bạn hãy uống thật nhiều nước sẽ lấp đầy dạ dày của bạn và làm giảm cảm giác thèm ăn hơn. Từ đó, lượng calo trong ngày sẽ tiêu thụ ít hơn và giúp bạn giảm cân dễ dàng mà không phải nỗ lực quá nhiều. Buổi sáng, sau khi thức dậy, bạn có thể uống một ly nước chanh, mật ong như Uyên chẳng hạn sẽ rất tốt cho sức khỏe và vóc dáng của bạn. Thứ hai là tắm nắng. Tắm nắng buổi sáng trước 8 giờ sẽ mang lại nguồn vitamin D rất dồi dào cho cơ thể, giúp bạn cân bằng lại đồng hồ sinh học, ổn định lịch trình giấc ngủ tốt hơn, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân dễ dàng. Thứ ba, tập thể dục buổi sáng. Buổi sáng là thời điểm tập thể dục rất tốt để giảm cân, bởi vì lúc này hormone trong cơ thể có nhiều nhất, chúng chi phối quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp giải phóng calo và chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng tốt. Vậy nên bạn hãy dành ra từ 30 đến 60 phút mỗi sáng để tập luyện những bộ môn nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, bơi lội hay yoga chẳng hạn. Thứ tư, ăn sáng lành mạnh. Một bữa sáng lành mạnh đầy đủ các chất dinh dưỡng như chất xơ, protein, các vitamin và khoáng chất có trong các loại thực phẩm như trứng gà, yến mạch, các loại ngũ cốc, rau, củ, quả, hấp, luộc. Những thói quen này không chỉ giúp bạn có một vóc dáng thon thả, đẹp hơn mà còn rất tốt cho sức khỏe của bạn nữa. Nếu như cảm thấy video này ý nghĩa, bạn hãy giúp Uyên chia sẻ tới những người xung quanh để chúng ta cùng nhau sống khỏe bạn nhé!